Hi, xin chào tất cả các bạn. Một chiếc tai nghe Bluetooth dành cho những bạn thích sự năng động, đặc biệt là thể thao, chắc chắn đến từ nhà Hoco. Và bây giờ đây là con ES58. Mình cùng test thử xem nó mang đến những tiện ích nào. Đầu tiên, khi mà mình khui hộp ra, cực kỳ thích về cái thiết kế của nó. Đây các bạn, là một chiếc tai nghe có dây màu xanh rêu, cực kỳ là sang trọng, rất là nhẹ luôn các bạn, nó chỉ khoảng 18g mà thôi. Và độ dài của nó sẽ là khoảng 1m, thì nó khoảng 98cm, đúng luôn con số nó như vậy. Và chất liệu là ABS thì nó khá là bền bỉ, và cái phần dây đeo của nó là cao su, khi mà mình đeo vào cổ cực kỳ nhẹ và êm. Rồi, mình đánh giá cực kỳ cao ở cái phần housing của nó, sẽ là thiết kế màu xanh rêu nhưng mà bóng, nhìn vào cực kỳ sang trọng. Và ở hai đầu của nó thì sẽ có phần nam châm để nó hít vào như thế này, để mà mình đeo vào cổ rất là chắc chắn. Và đây là một tai nghe earbud, nó rất là phù hợp với những bạn nào thích sự thoải mái, dễ chịu. Rồi để điều khiển nó thì cực kỳ là dễ dàng luôn, với những cái nút điều khiển nằm trên cái thanh nó như thế này, và mình để bên tay phải. Ở trên là cộng, dưới là trừ, ở giữa là nút nguồn. Mình nhớ như vậy thì cực kỳ là dễ thao tác. Và để mở thiết bị thì mình chỉ cần đè vào nút nguồn khoảng 2 giây thôi. Và với cái con tai nghe này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình hai ngôn ngữ nhắc nhở, đó là tiếng Trung và tiếng Anh. Để mà chuyển đổi ngôn ngữ thì mình chỉ cần đè vào cái nút nguồn 2 giây thì tự động nó chuyển đổi ngôn ngữ khi mà chưa kết nối với điện thoại nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết nối với Bluetooth rất là dễ dàng, mình chỉ cần bật cái Bluetooth của điện thoại mình lên thôi. Đây, khi mà mình bật cái Bluetooth điện thoại lên thì nó sẽ có tên là Hoco ES58, bấm vào kết nối. Rồi, như vậy là mình đã kết nối thành công rồi đó các bạn. Mình sẽ đeo vào và mình sẽ test thử về cái chất âm của con này trước. Bây giờ thì mình sẽ test với những cái dòng nhạc sôi động. Rồi, khi mà mình test cái chất âm sôi động, nhạc sống thì mình cảm thấy cái chép cực kỳ tốt và nó khá là cháy. Rồi, và để chuyển bài tiếp thì mình chỉ cần đè vào dấu cộng khoảng 2 giây. Đấy, rất là dễ dàng luôn. Để lùi lại thì mình cũng sẽ đè vào dấu trừ 2 giây. Đấy, để lùi lại thì mình sẽ đè vào dấu trừ 2 giây ha. Rất là dễ dàng để thao tác. Rồi để dừng lại thì mình chỉ cần bấm nút nguồn thôi. Ok, về phần thao tác, nghe tới lùi và dừng lại hoặc tiếp tục rất là dễ dàng, chỉ cần ấn vào những cái nút điều khiển trên này thôi. Vừa rồi thì mình test cái chất âm của sự sôi động, bây giờ mình sẽ test những cái chất âm trầm, bass nhiều thì xem nó như thế nào. Khi mà mình nghe những tiếng nhạc cũ các bạn, mình nghe khá là rõ và cái phần bass nó rất là sâu. Mình phân biệt được, định vị được những cái loại nhạc cụ khác nhau luôn. Ok, về phần chất âm, mình đánh giá con này nó đáp ứng được với cái âm thanh tốt, phù hợp để mà mình nghe nhạc, xem phim, thậm chí là mình có thể nghe gọi. Còn về cái tính năng nghe gọi con này thì cực kỳ là tốt luôn các bạn, bởi vì nó có một cái micro mà lọc âm khá là tốt, khi mà mình chạy ngoài đường nó không có bị ồn. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái phần mà cuộc gọi đến. Đây, khi còn cuộc gọi đến á, mình chỉ cần ấn vào cái nút nguồn một cái là mình để mình nghe. Alo. Âm thanh cực kỳ là rõ ràng luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ bấm tắt thì mình chỉ cần đè vào nút nguồn một cái nữa. Đấy, rồi, bây giờ thì khi mà từ chối cuộc gọi thì mình sẽ đè vào nút nguồn khoảng 2 giây. Đấy, nó sẽ tắt ngay. Để gọi lại thì mình sẽ đúp hai cái vào nút nguồn. Đấy các bạn thấy không? Cực kỳ là dễ thao tác. Nó sẽ có một cái tiện ích hơn so với những cái con tai nghe với cái phần hộp đựng riêng. Thì cái con này có khả năng gọi lại, chỉ cần đúp hai cái vào nút nguồn thôi, rất là tiện lợi. Dành cho những bạn nào mà chạy rap nè, hoặc là shipper và thậm chí là học sinh. Về chất âm, về cách điều khiển thì mình cực kỳ ấn tượng với con này. Nhưng mà với con này thì chúng ta sẽ không có mua để đáp ứng cho cái nhu cầu chơi game nhiều. Nhưng mà ở đây thì mình cũng sẽ test thử xem cái độ delay khi mà mình chơi game nó như thế nào. Mình sẽ để cái phần tai nghe nó gần với cái micro của mình cho các bạn nghe rõ cái âm thanh của nó luôn. Đấy, cái phần tiếng nỏ mà mình bắn ra các bạn thấy không?
Đấy, cái phần tiếng nỏ và tiếng súng nó không bị delay nha các bạn. Còn pin con này thì mình đánh giá cực kỳ trâu các bạn, bởi vì khi mà mình nghe nhạc, mình nghe gọi thì mình sẽ dùng liên tục được trong vòng 15 giờ. Và ở chế độ chờ sẽ là 200 giờ. Và mình chỉ cần sạc 5 giờ là sẽ đầy. Và ở đây thì nó sẽ được kèm cho mình một cái dây là USB micro thì sạc rất là nhanh chóng. Mình có thể sạc được trên sạc dự phòng nè, laptop nè, vân vân. Và vừa rồi thì mình test thử về chất âm, về cái độ delay của nó khi mà chơi game, thì mình đánh giá con này mua được dùng cho cái việc là nghe nhạc nè, nghe gọi nè, và thậm chí là mình chơi game. Nhưng mà cái phần chơi game thì nó không có chuyên sâu, nó cũng ổn thôi các bạn. Và nếu các bạn quan tâm thì hãy đến ngay với cửa hàng của Chính Tài nha. Giờ đây thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.